đây sẽ là một cuộc đối đầu thực sự rất đáng để chúng ta chờ đợi. Hiện nay thì Mobi đang có 4 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ nhất. Phoenix và Hà Tây cùng có 3 điểm và DTS mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận đã diễn ra. Chúng ta cũng sẽ chờ đợi một trận đấu thực sự kịch tính và hấp dẫn được diễn ra. Không được. Cơ được tạo ra bởi cao thủ DTS. Một pha bóng khá nguy hiểm. Phương vô thủ. Dứt điểm. Một pha dứt điểm rất chính xác của Tuấn Anh Junior. Pha phối hợp đá phạt góc tuyệt hay. Tuấn Anh Junior đã bằng từ tuyến này và tạo ra được bất ngờ đối với hàng phòng ngự bên phía cao thủ Phoenix. Rất đông cao thủ áo trắng tím đứng ở phần sân nhà, nhưng Thắng Sầu là người đã block. Tuấn Đốc không có cơ hội nào trong pha bóng này. Một pha bóng rõ ràng cao thủ DTS đã tạo ra được một sự bất ngờ đáng kể. Phương Vô Thủ lấy bóng trong chân Phương Vô Thủ quả thực là rất khó khăn. Phương Vô Thủ. Duy Tễu. Pha chủ động rất tệ của Duy Tễu. Bàn thắng duy nhất đến thời điểm này được ghi do công của Tuấn Anh Junior. Phút thi đấu thứ 20 và tỷ số vẫn đang tạm thời là 1-0. Và xử lý rất nguy hiểm Hoàng Tè. Sai lầm của Hoàng Tè và đã có bàn thắng dành cho cao thủ Phoenix. Một pha bóng mà Hoàng Tè đã đưa ra một tình huống xử lý bóng không thực sự an toàn. Hoàng Tè đã phá bóng quá nhẹ. Văn Tiền đã có một pha xử lý rất gọn gàng, bóng đã đi qua hai chân của Hoàng Tè. Hoàng Tè đã đưa ra một đường chuyền hơi khó. Phương Vô Thủ. Phẳng treo. Không được. Một pha bóng mà Tuấn Anh đã nhớ người để cho Tuấn Đốc rất khó khăn. Tuy nhiên pha xử lý sau đó của Tuấn Anh thì đã không thể mang đến bàn thắng dành cho anh. Chúng ta vừa xem lại tình huống xử lý tốt của Tuấn Anh. Nhưng sau đó thì bóng đã đi vào trúng mặt của Tuấn Ốc chứ không phải là pha đi bóng vào phía trong làm rung lưới của Phoenix. Không được. Có thể nói là rất khó tin. Cả Phương Vô Thủ cũng như Hoàng Tè có thể bỏ lỡ được một cơ hội. Không được. Và dứt điểm không khó đối với Tuấn Ốc. Không được. Và dứt điểm tiếp theo của Tuấn Anh đi rất cẳng nhưng bóng đã không vía vào phía trong khung thành. Hoàng Treo. Không được. Tuấn Cù. Không thể có pha dứt điểm đến từ. Mất bóng rất nguy hiểm. Khả Thơ. Một pha chuyền bóng không tốt. Bây giờ là cơ hội dành cho DTS. Rất chính xác, dứt điểm. Lẽ ra phải làm quả dứt điểm của Tuấn Anh. Một phóng mà Tuấn Anh đã có phần hơi cẩn thận. Tú Trồi sẽ chuẩn bị được đưa vào sân. Không được. Một pha chuyền bóng không tốt, Tuấn Thơ. Không được. Một pha dứt điểm từ phần sân nhà nhưng bóng đã không đi vào khung thành của thủ môn Đức Hiếu. Một tình huống thực sự rất nguy hiểm. Phút cuối đang thực sự diễn ra rất căng thẳng và anh em thấy đó là bây giờ thì DTS vẫn đang rất nỗ lực. Không được. Pha đổ người của Tuấn Ốc. Sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho DTS. Hết giờ. Như vậy trận đấu giữa DTS và Phoenix đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Và với điều kiện như thế này thì cao thủ DTS đã phải dừng bước và Phoenix là đội bóng đã có mặt tại vòng đấu tiếp theo cùng với Mobi. DTS đã phải dừng bước và Hà Tây cũng trở thành đội bóng cựu vô địch ở giải đấu năm nay.